Hello, xin chào mọi người nha. Chào, hiện tại mình có mặt tại Đà Lạt mọi người ơi. Giờ tối nay mình đi về Sài Gòn mọi người. Thì trước khi về thì anh em mình đi ăn. Hiện tại bây giờ là mới có 7 giờ mấy, 8 giờ. Tới 10 giờ mấy mình mới đi mọi người. Anh em ghé quán cơm nè. Đậu gà lá é ăn có gì không? Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình đây nữa mọi người ơi. Mình đang trên đường lên Đà Lạt. Thì hôm nay mình đi trưa ở Sài Gòn. Đi trưa 11 giờ mấy tới 12 giờ mình mới đi ở Sài Gòn đi mọi người ơi. Bây giờ hiện tại mình lên tới cao tốc rồi. Lên tới cao tốc rồi mọi người. Hiện tại bây giờ là 6 giờ. Rồi, 6 giờ mình lên tới cao tốc rồi, lên tới Đà Lạt thì khoảng 6:40 thì mình nghỉ ngơi là 10 giờ tối mình quay xuống lại Sài Gòn mọi người ơi. Hôm nay là chủ nhật rồi mọi người. Chủ nhật cách Đà Lạt người ta về Sài Gòn rất nhiều mọi người, sớm giờ rất là nhiều xe đổ xuống Sài Gòn, xe khách không mọi người. Thì hôm nay thì mình thấy xe Thành Bưởi đây hoạt động chạy trở lại rồi đó mọi người, nhưng mà chạy ít thôi. Mình thấy cũng chở khách xuống Sài Gòn. Nãy giờ qua mình chắc cũng khoảng là 5-6 chiếc rồi đó. Chắc có vẻ là vào thời gian vừa rồi Thành Bưởi gọi là bị cấm hoạt động, bây giờ này hoạt động lại được rồi mọi người. Nhưng mà lượng xe thì thấy chạy trên đường ít hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa chủ nhật thì Thành Bưởi chạy nó quá trời luôn, hôm nay thì lượng xe nó ít lại các mọi người, tại vì mới khởi hành lại thì cái lượng xe ít thôi. Thời gian rồi đâu vào đó nó cũng bình thường như xưa lại thôi. Thì khách mối của Thành Bưởi thì người ta cũng làm lâu năm rồi, lượng khách người ta cũng đã có, nhưng mà chỉ qua là xe hoạt động lại khách người ta chưa biết thôi. 1-2 tháng thì đâu cũng vào đó lại mọi người. Rồi, mình đang trên đường nè, trên cao tốc thì tới một tí nữa phía trước mình thì là trạm thu phí nè mọi người, trạm thu phí trên cao tốc nè. Định An.
đang đi đầu ren nè mọi người. Để em đi đầu ren đây, đầu ren làm xong rồi. Giờ thì mình đi đầu ren cho nó nhanh nha mọi người. Lúc trước là đi đèo mua xa không à, nay đầu ren làm rồi. Cổng bờ điện lên tới đây không khí mát mẻ quá mọi người ơi. Rồi mình tới bến xe liên tỉnh Đà Lạt cần mọi người nha. Nguyên ngày nay á, một ngày là ở Sài Gòn á mọi người. Trời ơi nó nóng. Nóng nó ngợp chịu nổi luôn. Giờ lên tới Đà Lạt bây giờ không khí nhìn trong lành mát mẻ. Sướng ghê mọi người ơi. Bắt đầu Đà Lạt mà ai ở không quen thì cảm thấy nó lạnh chịu không nổi chứ. Khi mà quen rồi á, sướng lắm mọi người. Hít thở không khí trong lành mát mẻ. Đây là cuối tuần mọi người. Chủ nhật. Dễ, dễ biết cái muốn kiếm tiền mà dễ là cái gì ông Vũ biết không? Bán bánh tráng nướng với sữa đầu năm à. Làm cái chiếc xe cái bà đó bỏ bán mà nó một đi mà 700-800 ngàn triệu chỉ mấy đồng tiền bữa em với 15 ngàn một ly cà sữa đúng nào có khỉ gì đâu đường vô pha nước sôi cũng được gì chưa nhắc hàng đi đi qua kiếm bà già bên ở bên sau lưng ở bên kia kìa bà lại như vậy chết còn tối này nóng nóng mà tao khoái uống trời sữa đông lạnh bánh tráng nướng nó nghiên cứu mà mốt mà có thất nghiệp làm chiếc xe ra quảng trường bán ha chạy vòng vòng đây bán được mà bánh tráng nước rồi chà Đà Lạt luôn chà Đà Lạt ơi chà Đà Lạt luôn mọi người ơi chà Đà Lạt mọi người ơi rồi chà
nhau là chợ chơi đó. Có tài súng nhau ta là chợ chơi mọi người đó. Trước mặt mình đó là chợ đó mọi người. Thường này tối này chỉ có chợ ra Đà Lạt này, tối chỉ có ra quảng trường với ra chợ xung quanh bờ hồ thôi mọi người, để chơi vui thôi. Nó được thôi. Và tình ta đó những đêm trần chỗ này bán cà phê mắc giả mang luôn á bộ. Đúng rồi à, ăn biết uống ly như ta trăm ngàn à, sợ thiệt chứ, rất cổ ta chỉ cái view thôi. Cái view thì cũng chả có gì. Thì cái bờ hồ đó à, mắc vừa thôi ha. Mắc quá trời luôn. Ly cà phê đá không, ly cà phê đá là có 68.000 thôi. 68.000 à? Ừ. Còn nước ép là 100.000 à. 98.000. Trời ơi. Hai hôm bữa hai đứa em lên uống 2 ly 200.000 à. Nước ép. Trời. Ở ngoài uống được bao nhiêu ly? Phía ngoài uống được bao nhiêu ly? Chục ly hả? Chục ly à. Đó, 7 ly. Chị ơi, chị chuẩn bị đồ nè, sửa xe anh lên trang mình đi chị ơi. Chị Thi Dương ơi. Trời. Cô rỗng Thi Dương xuống chỗ nào đây? Nè. Chỗ nào đây? Cho nó có xuống nhà cho cái nằm đây. Như qua ngã năm nha. Cái đó gì? Ta lít. Cô rỗng Thi Dương. Cái đó đang qua. Mình có đồ đạc gì dưới không chị? Ra ngoài mang giấy vô đi chị ơi. Rồi mình lên xong đậu xe mình gom đồ. Mình đi chạy xe mà nó hái hoa bắt bướm gì mà. Người ta đi ngắm cảnh mà ăn này. Cái công chuyện chứ. Để đi qua cái đèn.
mất thị giác rồi, không có biết mùi. Đó là tính giác cái gì thì vị giác là lưỡi anh biết ngọt mặn. Rớt thằng nước lên đi, rớt thằng nước lên đi. Sao mình quay đầu? Hôm nay đậu bên kia chứ không đậu bên đây được. Hôm nay ngày lẻ rồi. Hả? Thôi đi giặt đồ mọi người ơi. Đi giặt. Đổi xe. Không không. Ai da, đi giặt đồ coi. Đồ không? Hả? Có giặt đồ không? Hay dâu mất dâu quá trời luôn rồi mọi người. Ăn cái gì vậy? Bánh canh. À, ngon ha. Ai biết ăn? Không không, không chị. Mình biểu là anh. Tranh thủ qua giặt đồ mọi người ơi. Không có đồ mặc á, dơ lắm. Thôi. Mà xuống quán nào đâu rồi. Chị ơi, kêu Quyên ra nè, chặt em mẫu đồ. Chị đây ngày mai, rồi xong anh lấy. Ừ. Rồi đồ giặt rồi, có chị đó ở nhà không? Có chị đưa rồi, không có hả? Ờ, thôi về giặt đi. Rồi luôn. Giờ chỉ giặt thôi, không có lấy được. Cho nó đi mua cái đó cho con mà tầng hèn gì. Ủa vô ăn đi, tao ăn cái chỗ ăn đi. Thôi anh chị, ăn đi. Ăn đi. Thôi đi. Ăn mì đi luôn. Ăn đi anh, ăn đi. No lắm rồi. Được rồi. Ê da. À. Đậu kính hết trơn rồi mày ơi. Ăn vài cái xôi vô nó tức bụng khó chịu quá. No bụng quá. Nóng. Đóng cửa rồi, má đây tao lấy đồ không có đâu. Chỉ đưa bà kia bà giặt. Nó nhỏ con Nguyên nó có nhà. Nguyên nó đi. Cái nhà đó có ba nhỏ con gái mà đứa nào lấy chồng cũng ở nhà chứ, không có sao chứ. Không có. Ở nhà mẹ ruột chứ. Ba đứa con gái đều. Trước mình hả? Đi 8 rưỡi đó. À. Nhưng mà
rề lắm. Trời ơi, trời. Nó dễ ngủ. Xét nó mới gọn á. Bây giờ sắp bảy.